bạc vạn cho vay, không bằng trong tay có nghề. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mặt nước mênh mông có con thuyền. Từ nghìn năm trước. Mừng từ mà vào Lào, qua lại này, qua lại lần ia bà bể. Mừng Lào bố lên mừng đuôi, cho em mười tay. Hàng lại cho em nè, mau lù bề mạng bài quạt này nè. Ở chốn thân tiên, áo chạm của nòn xanh thắm. Hàng tay kia đây cái tay anh mừng nơi tay, dạ bia tay đây bọc ruột tam plap tay mà tay nhau, hàng thoại nhầm rề. Bia lệ nơi tay, mò tay đây bọc ruột bùm nhì phà rìa, tay đây bọc ruột bùm nhì này tự dạ bia tới thuần plen. Hàng ngạ trúc sát cà tàng trúc cru cra văn hóa đệ nè, quạt nít. Chút ơn lệ, trúc hàng lệ tên yêu ea bà bể, bây giờ có non cơ một trăm ta lệ dụ tìm hèm, cả lãm ác. Mỡ tụ mỡ ta lệ tụ, bùm nhì, thèn, đàn tính mà ác. Một nét văn hóa đặc sắc, linh hồn. Sa ta lệ bà cụ hèm phà rìa mập ngặt cho em bà cười, mừng cho em nhìa tay bởi tên yêu ea bà bể. Cái hát thèn đàn tính này nó là một món ăn tinh thần trong cái đời sống văn hóa của dân tộc Tày. Tại tu thèn đàn tính lễ xa, tại bùng ác từ các bác mang tại tiếp rùi hèm nuôi tay. Tại bà cụ hèm mừng rồi nụt lò và tổ lý. A tu kèng cơ mà ác, a tu kèng rè sùm ác, a mang rè tết sùm ác. Hàng lễ a tu tư ta mò có dụt bướp nèo rê, hàng tại cụ kìa dọa nè bồ. Tại tu thèn lễ rìm dọa nè, rìm quàl mò phà rìa. Tất ta lệ ca thèn mừng quà là anh lệ bùa lô lụa đầy ớ. Sớm mượn lệ ca thèn bạc cản, trình lệ ta lệ mọ bùa mụt nhạc mang bàn truyền núi. Thèn mượn ưu tụ màu cồn tính, mượn kèng màu ở tụ thèn. Anh là po, một loại cây má trung trực, dự cả tay khắp gang mừng po, đáp giáo bồ tát tay guru công tính mừng tay tổ thèn, mừng lưu thân lao po cây một loại má trung trực, lễ các xem lâu hàng bịch trinh từm công tính, các lại biết, mừng lễ kết ea vil, chắc cáp hàng cà pal, gang nhẹ mừng bạc cá. Từ ta hành lệ, rập bây đời lệ, bộ ồ rô, nhờ rập bây đời lệ môn bạch trác, dẫn đến càng nhạc lệ, càng cấp bàl, các lạ bía. Thứ hai là phải tìm cái mặt gỗ. Ta tua lại càng xem cái dầu gồm, càng mau cái dầu bùm nhì cả lạ, cứ viên hiu ở tay hẻm cả lạ. Độ vang tốt nhất. Thế
tính làm thế nào mà công tính lên ngạ tới bay càng ngạ bờ cờ lỡ mlu bắt đoạn anh nạp bùm nhì mà nạc viên cho gặp bro hâm mỡ đá cao lệ hoa rả anh hết hàng ngạ mang bố càng bố bùm nhì tự bẹ cả nhau từ tuyệt đoàn nạp bùm nhì bố tự bẹ cả nhau ô bùm ác hàng mỡ bùm ác ô cái cây gỗ để về làm cái cần đàn ấy, cái đấy là cái phần quyết định quan trọng nhất làm được một cái đàn hay. Cái chất liệu cây hôn cái dao lại càng ngạ cùng dùng phèn bé tuy ngạ bề cùng á yết on lệ triam mừng cái dao càng ngạ cùng lệ bấm xịt bé xà bùm nhì mừng cùng lọ này lệ ơi ngạ hàng lệ lạ cái chắp rắc này lệ ngạ hàng cái dao hộp hoàng cùng đinh cái dao trai từ tăng lệ em ta triam mừng cùng tính cái nào hàng lệ kết dòng nhạc tuyệt bời bề nhô lệ vệ hí bộ tuy lệ vệ trần mưa lạc nôn lệ càng màu lệ tập bại hèm cuồng tính các đồng lệ mọc bồ xà ẹt đốt mưa lệ mộm nhì bà ta lệ bộ tuy dự sự kỳ tráp càng ngạ lưu tràn nhạc tuyệt màu cuồng tính từ ta ngã ta ngàn lệ ngã chu trong cặp đôi rời mượn kèo ngã sập bồ gồm bia rạng này lệ mò lù tiềm mại gồm yu âm ra tôi ngã lào bạ rời lệ kèo xa gồm Cuồng tính giữa các nàng gặp buồn nhì do âm mang một chân nùm ở tổ thèn. Mượn trình lễ sàn ta tìm dồn dàng, âm mang ngại giang thèn, mừng tùm lễ bộ giáo lý. Cuồng dạ bèo kỳ chấp, hàng tuy dạ về lạ kỳ chấp. Lâu gặp bia mượn tùy bẹ đang tính mẹ dùa, bộ lễ càng trục nhàng ngạ ra cao tình nhà giang lâu. Từ thế đoàn lễ cuồng tính từ mẹ dùa, âm mang tà lệ tố, hồ rục hàng át hộp tà lệ dạo ở tổ tùm dàng gặp biếng tràn lồn. Càng dự hàng cùng dự đoạn ảm núi, mà ta lại tập hạ, hàng lợi lùi hệ ta lại sát. Dự đoàn lệ ta lại bực rùi hèm phà rìa, mừng cho anh em tay mừng xùi. Hàng núc cho đây rạng này lệ, bộ tụ lúc đời cả lệ ở tổ thèn, hàng cùng tính này tương tác. Dự nhô lệ màu lệ, xa thôn biển dự ở ngã hí. Bài thôn đề lý, bố mò bố lời khắp người thèn tình tổng tác. Cao lệ mùi mang sang nội bục rù mừng ở giá, lệ ngạ bộ rõ tổ thèn dẫn lệ mừng đẹp cao bưu phang lưu trẻ tổ thèn. Dẫn lệ cao màu trẻ khắp hàng trẻ tổ thèn, mỡ lưu ca mừng thầu trẻ mà bố phà rìa mừng nhô. Thì bắt đầu là tôi được trải nghiệm Blong Lao có tuy một hàm ở tu hàng tương tập ở tu át hữu phong tập lệ bệ cùng nhạ tôi hàng bời Lao cơ bệ quạt thảo lệ bổ lệ mòi dùm phàn hàng trái tiếp cho em nuôi tay là ý nghĩa gắn bó với cái cuộc sống của dân tộc Tây. Đừng tơ chỉ ngủ xa gà nàng mây bài qua là anh tên yêu bà bé hợp hàng bỏ lại bà thảo trô bồ rơ kê thảo dương thục hợp hàng lệ xa ta lại thảo hàm tình nhà mừng công tính hàng trẻ tổ thèn mệt lệ cùng yêu đô sản lăng trẻ tổ thèn hàng bia hợp biên màu tổ bộ thôn hàng lệ mọ bộ bàn truyền ngạ công thèn bộ tổ rễ chuyện ơn lệ bài sang nét mừng mệt lệ lệ tùm mừng nuôi màu trẻ khắp gàng kè xem trô hàm tình nhà lươn này nè, dự lươn này. Đó, đây ở đây chính trình nằm bạc. Góp ý thường lát. Lại 30 hết nè, tình nè, lại 30 hết đấy nè. Ăn đến được việc của bài mai, bần lên. Bà bể đúng không?
Tổng bài bài này, ví dụ là bài bài mới sự tích hô bá bể này mà phải câu hư thế sằng sằng hay là áo nghe này ở chẳng qua tức nghe phân này đấy, nghe phân Alman là phải tức khó hơn. Nghe phân này vẫn tức trong đàn đàn then đàn chính như thế thôi. Được với cái đàn then thì nó với cái người Tây nó lưu ra, nó không thể mất được, nó được gắn bó. Tôi ta lấy bộ cừu lệ đàn then, bộ tuồng mà tua hạ rẻ lao hạ rẻ, rốt bộ tuồng rẻ. Các bạn mình tra ấn lệ bộ mò xịt hạ màu. Âm ăn ta lấy rồi về khăn mà bộ hạ ngôn lệ ngạc bởi các lạ. Các bạn mình lệ dạ bộ tuồng ấn lệ rụp hàng tuổi nôn. Chúa tư mụn nạm nuôi lẹ bì bàn chìa khắp gàng, hàng tre công non lý mọc bộ của viện đi. Âm ăn quan lân mọc bộ hẹm này, hàng tươm tre tàn nạp mừng tươm tre bên ngọt bầm nuôi hợp kèm bố ạ. 9-10 tuổi thì bắt đầu tôi mới bắt đầu mừng tập bàn tập lọt thôn lẹ cao Blung Nguyên An Tính. Cái hôm đầu tiên là mình làm Blung lẹ cao ngạ cùng tính, tôi ta lại bằng bên kèng mong bồ lẹ ngạ dữ. Đàn tính thì các cụ vẫn nhìn thấy cái hình thù của cái đàn tính nó như thế rồi. Xong bắt đầu mình nghĩ ra mình để mình tự làm, nhưng mà tự làm thì không biết là lấy cái gì. Hạc lần lẹ cao mạ ta lại khắp kèng lẹ ngạ hạng bạc ra, hạng tùy nguy, đoàn lẹ bề cờ mẹ rẻ đốt. Cái hộp xà phòng kia về để chế ra để làm một cái đàn về để chơi, thì bắt đầu lấy cái cây về để cho dây mắc dây, mà lúc đấy mà dây thì tìm dây cũng không có. Cao ca xem từ rẻ lệ mút xăm mỡ bùm nhì nhờ bộ rút hàng tre tuyệt chùa mừng nhồ về để làm dây, nhưng mà cái âm thanh nó không giống như là cái dây mỡ hà ninh mỡ lệ hạt lào bia xăm mỡ ạt mày nguy hàng và tập vẫn chơi vẫn tập. Thì tôi rất muốn là càng ngày càng cao keng mau chân lu tay cả địa tầng mỡ bự dự lệ màu ngạ hệ ốp. Lớp trẻ bây giờ học thì học rất là nhiều, học ngày học cả ngày luôn, cả tối học thì cái những cái thời gian nút đây là đây lệ bằng mò rệp biển haram patap lu vừa lệ mò rệp biển pia haram nghịch cổng tính. Cách làm này thì nó sẽ rất là khó cho cái thời gian của học sinh. Nếu mà từ ta bằng mò lại khắp kèng hàng xem lâu lệ cả cuồng lệ bộc lệ hàn hình biết tìm hiểu được nghiên cứu sâu về nó thì cảm giác anh này lệ ta đây bậc guru hiểm nhận nè bồ, bởi vì cái này nó là cái văn hóa của dân tộc mình mà. Em bên trung bên lượn toàn mừng khách mà thăm hồ xám pè. Cất lên tiếng đàn và tôi bùm nhì hàng gặp vàng nẹ mang tình yêu ea bùm nè khám pram ế trô mừng tùm bùm nhì tùm trẻ tố áp bì bèng trẻ khắp kèng dạ bèo hàng dạ bèo trẻ pra rìa mộng dọa nè bồ xít nít khá tùm nạm nuôi khắp kèng dạ bèo trẻ bà cừu hợp tội nè trẻ công tính mà ra gặp vàng hay dù áp mang quạt nì tình yêu ea bà bế hông hàng trẻ ế trô thèn mà ác bà trình trẻ đã về cả lần hồng nuôi bởi này. Khách về thăm hồ ba bể, và cùng nghe truyền kể ngày xưa, sự tích làng ba hồ thuở trước